Xin chào bà con nhá. Chào bà con nhá. Đây, hôm nay mình được giám đốc cho phép vào nhà bếp làm một cái video xem đây các anh ấy nhà bếp đang làm xào món súp lơ xào với lại thịt bò. Làm cái tay đúng rồi. Còn đây xong nữa là to khổng lồ. To khổng lồ luôn. Bà Tân Vlog xong làm sao to này rồi các bạn ơi. Cái này nấu cho 150 người ăn các bạn ạ. Đây. 150 người ăn luôn. Đây cái xong rất to các bạn này. Để biết to hay không các bạn biết được cái bếp này. Mình lo cái xong này. Hai gang chiều cao. Và một ôm của mình thì cũng hết luôn. Đây là nhà bếp của công ty. Đây là toàn hot boy không? Đây là mình chuẩn bị cho ngày mai à? Vâng. Trưa ngày mai bí à? Bí ngô. Bí ngô xương bò ngon quá rồi đó. Công ty nó đầy đủ chứ gì đâu. Mình sang đây nó ăn lâu chưa? Đang sang được 2 năm rồi. Làm được à? Trước đây nấu cho khách sạn nào vậy? Trước đây làm cho restaurant thôi, khách sạn thì chưa làm. À. Thế à? Bây giờ mày tuyển thì sang đây nấu cho kết. Thế sao mình không tuyển ít phụ nữ sang mà làm phụ ấy, làm nhặt rau nhặt cỏ anh nhỉ? Không ạ. Có tuyển không? Có tuyển nhưng mà chẳng biết sao, chắc là họ sợ quần áo, mặc quần áo đen nào đi sao. Hay sợ nóng nồi ở bên này chẳng biết. Tụi mình thì mình hết. Cừng to thế nhảy úng gần tây gần này, tỏi này tỏi to. Nhưng sao bí ngô này nó không đỏ nhỉ? Bí xanh ở mình nó đỏ. Đây, nó lấy bạn bí xanh để xào được, bí già bí để xào được. Bí đỏ là nó canh được. Rồi mình sẽ sang hot boy này đang xào cái xoài kia xong. Chào bà con nhá. Nhìn màu mè đẹp thế nhỉ, xanh đỏ trắng thâm thâm, thịt bò thì cũng thâm rồi. Chưa to khổng lồ. Còn anh này nhặt rau thơm các bạn ạ. Đây. Nhặt rau sáng mai. Đấy nhặt rau đấy, nhặt rau thơm đấy. Chào bà con nhá. Biết rau đay không anh Dũng? Ấy. Rau đay nhá. Đây rau đay à? Rau đay. Rau đay nấu với cái gì nhỉ? Rau đay nấu với bò. Nó mới tôm hả? Tôm thì mấy hôm kia, hôm nay hết rồi, ngày mai nó bò. À. Cái xúc xích này thì lại nấu với cái gì? Quay cho mọi người biết tiền cừu ấy. À đây là xúc xích để ăn mai sao mai hả? Rán à? Vâng, xúc xích rán. Thế này trẻ con nó thích xúc xích lắm. Đằng kia là tiền cừu. Đâu cừu đâu? Ôi giời, ôi ôi giời ơi. Cừu này ở mình nó đặc sản đấy này. Đây là cừu Lebanon. À cừu... Kêu Lê Băng các bạn ạ. Nói Lê Băng nhiều người không biết, mình gọi là Lê Băng. Kêu này đắt gấp 3 thịt bò ở Việt Nam ấy. Đúng rồi, kêu nhà đắt mà. Kêu này rất là ngon, ăn dạ không dai mà đúng. Thơm, không dai là ngon. Đúng luôn. Chỉ bảo là không dai. Mà có mùi đặc trưng nữa. Đúng rồi, mùi kêu là đúng là mùi đặc trưng. Chất lượng. Chính xác. Cái này thì mình nấu với cái gì nhỉ? Gia vị có những cái nấu với cái gì? Cái này thì cũng chế biến bình thường giống như bò thôi. Ở như bò thôi. Dạ vâng. Mà với lại nó rất là thơm. Nhưng mà xương bò thì ninh hoặc là mình xốc vang. À, còn thịt cái này mình phải là mình xào. Mình thấy họ bên này người Ấn Độ người hay nấu, mới lại có cả quế, có tinh hồi phải không? Vâng, quế. Đúng rồi.
quế bên hương hương mới lại cái gì nghệ à, nó gọi là cà ri à, cà ri à, cà ri đúng không, cà ri. Cái khoai tây thì cà rốt nấu với xương này phải không? Dạ vâng. Đây ôi cà rốt rất là tròn đẹp. Ai mà nạo cái cà rốt đẹp thế nhỉ? Khoai tây này là hiện tại khoai tây bên sau đi nó rất là to. Đúng rồi, tây mà nó chưa to. Rắc lượn chứ. Đấy, một cái tủ để đồ ạ. Chỗ đây à? Rau quả đủ. Rồi, mình nhờ thì nhá. Xem ngày khám phá nhà bếp của công ty. Ôi xả này các bạn ơi. Rất nhiều xả luôn. Sau này ăn cả tháng các bạn ạ. Đây, xả này, cái đầu này làm sẵn luôn rồi. Bí nó làm sẵn rồi. Đây là rau củ quả đủ hết các bạn ơi. Bắp cải này làm dưa đấy ngon đấy nhỉ. Vâng, dưa góp đấy. Thế còn cái tổ kia là tổ thịt à? Vâng, cái này gà. Gà bò, cừu. Mình sẽ mở ra mình xem. Bây giờ là chưa có cơm không? À, gần hết rồi. Tủ này tủ đông rồi. Đông lạnh, đây cái này tủ gà không xích. Bây giờ ăn cái gì nhỉ? Mì tôm. Ăn mì tôm đi thôi. Chín rồi. Chưa hả? Vâng, giờ chín rồi. Để máy quay phim đến giờ ăn nơi nghỉ. Căng thật. Này, ông Dũng quay lắp về quê ăn thế. Tự sự là mình cũng nhân thể lương thiện là đến đây là mình lấy cơm về ăn trước, chia ra ăn cơm cho mình về quê. Nhất cử tam thực tiễn. Đấy là mình đến đây mình lấy cơm trước. Rồi mình lấy một suất cơm trước để về ăn xong nó đi ra máy bay sân bay. Cho anh một ít thôi. Xong ăn gọi là có cái cơm qua lại ăn chưa ăn. Chưa không ăn cơm ạ? Chưa không ăn. Đây là màn trình diễn chỗ ăn ra hay. Ở đây đó, hỏi quý vị rồi. Chưa không ăn. Mở quá không ăn được. Chưa mở. Bà con Tết chưa đến đâu bà con ơi. À, Tết quất đào ở đầy nhà rồi. Còn thiếu mỗi pháo thôi. Ở nhà nó quất mạnh lắm rồi đấy bạn. Tết này rồi. Tết bên này chỉ có thế này thôi bà con ạ. Thịt to, bò hơn. Sao thế này mà ở Việt Nam có mở cái trường đua to lắm. Đấy, cho để đây cho nó để kín lóng 6 giờ mới ăn được rồi mà. Bây giờ mình xin dừng cái video này ở đây và bị ăn cơm để mình về thôi, thì chỉ còn khoảng 20-30 phút nữa là mình ra sân bay rồi. Bạn hãy đón xem video tiếp theo của mình ăn Tết ở Việt Nam như là có nghĩa là mình sẽ review tất cả những cái món ăn Tết của người Việt ở nhà. Các bạn nhớ xem ủng hộ mình và nhớ đừng quên là không được bỏ qua quảng cáo nhá, vì dự cái quảng cáo đấy là nó rất có ích cho chủ kênh và giúp cho các khán giả biết được các cái sản phẩm quảng cáo trên trên video. Có thể có lúc nào đó mình sẽ cần đến cái mặt hàng đó. Các bạn hãy đăng ký và ủng hộ kênh cho mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.